Sau 4 tháng lùi thời gian do dịch COVID-19, dự kiến hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp toàn quân năm 2021 tiếp tục diễn ra vào cuối tháng 11 ở các đơn vị phía Nam. Bên cạnh các hạng mục theo tiêu chuẩn và sự sáng tạo riêng của từng đơn vị, nội dung quan trọng nhất của hội thi là phát huy nội lực, tinh thần tự lực tự cường trong xây dựng, quản lý và sử dụng doanh trại. Các nội dung này được Lữ đoàn Tàu ngầm 189, đơn vị tiêu biểu về doanh trại chính quy xanh sạch đẹp của Quân chủng Hải quân, thực hiện hiệu quả thời gian qua. Tận dụng tối đa thời gian rảnh rỗi để chăm sóc cảnh quan môi trường, đặc biệt là khu vực sinh hoạt, nghỉ ngơi, cán bộ thủy thủ tàu ngầm 183 thành phố Hồ Chí Minh coi đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Chỉ huy tàu thường xuyên động viên bộ đội tham gia hoạt động này với khí thế sôi nổi, đồng thuận cao nhất. Dẫu chuẩn bị đồng bộ, toàn diện hơn để tham gia hội thi, nhưng không gian doanh trại thân thiện, xanh tươi sẽ giúp đời sống tinh thần của bộ đội tàu ngầm thêm phong phú. Hàng năm tàu đều phát động các cái phong trào xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp. Tập trung trồng mới cây xanh, tạo cảnh quan môi trường và cũng như cải tạo lại dân cụ doanh trại. Chúng tôi tin tưởng rằng bằng sự nỗ lực, cố gắng và lan tỏa của phong trào xây dựng doanh trại của các cơ quan đơn vị, toàn lữ đoàn, cảnh quan môi trường của lữ đoàn trong năm sẽ luôn luôn xanh sạch đẹp. Đóng quân ven biển với điều kiện thổ nhưỡng khắt khe, đất pha cát trắng, nắng nóng quanh năm, nước nhiễm dầu. Nắm rõ những đặc điểm này, lữ đoàn 189 ra nghị quyết chuyên đề hàng năm về xây dựng cảnh quan, doanh trại chính quy, bám sát và tôn trọng quy hoạch ngay từ ban đầu. Đơn vị đã quy hoạch nhiều khu nghỉ ngơi tiện lợi dưới bóng mát, chọn loại cây xanh phù hợp trên đất cát, trồng nhiều hoa và xây dựng những biểu trưng mang đặc thù của lực lượng tàu ngầm. Về cơ sở vật chất, doanh cụ, doanh trại, được trên các cấp, chỉ huy các cấp quan tâm đầu tư cơ bản, và sự đồng lòng của cán bộ chiến sĩ trong toàn lữ đoàn trong suốt 10 năm qua đã góp phần xây dựng lữ đoàn ngày càng xanh hơn, đẹp hơn và chính quy hơn. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì lữ đoàn đã trọng tâm nhất là phát huy nội lực. Cho đến thời điểm này thì lữ đoàn đã xây dựng được là 11 công trình với số tiền mà đóng góp của anh em cán bộ chiến sĩ lữ đoàn là hơn 10 tỷ và hàng chục ngàn ngày công để tổ chức triển khai thực hiện. Phong trào thi đua xây dựng cảnh quan, giữ gìn doanh trại đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ để bảo đảm chất lượng môi trường sống, làm việc của toàn đơn vị. Tại Lữ đoàn 189 Hải quân, hội thi cấp toàn quân giúp đơn vị hoàn thiện nhiều ý tưởng sáng tạo để có môi trường xanh, sạch và thân thiện nhất.